đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Gặp Thái Lan, huấn luyện viên Châu giờ chốt quân sành kém chất cho U22 Việt Nam. Huấn luyện viên của U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam là rất khó khăn, tính chất như chung kết. U22 Việt Nam nhận lợi thế cực lớn ở bảng tử thần SEA Games 32. Truyền thông Malaysia dè chừng U22 Việt Nam ở SEA Games. Gặp Thái Lan, huấn luyện viên Châu giờ chốt quân sành kém chất cho U22 Việt Nam. U22 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu trước khi lên đường tham dự SEA Games 32. Những lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam rơi vào bảng tử thần ở SEA Games 32 lần này với các đối thủ lần lượt là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Ngay sau khi kết quả bốc thăm chia bảng được công bố, huấn luyện viên Philippe Châu và cộng sự cũng đã có những kế hoạch rất cụ thể cho U22 Việt Nam. U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu và bắt đầu hội quân trở lại vào ngày 17 tháng 4. Đây là địa điểm khá quen thuộc cho mỗi đợt tập huấn trước của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thời tiết ở đây cũng khá tương đồng với chủ nhà SEA Games 32 là Campuchia. Cũng nằm trong kế hoạch này, U22 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với các đối thủ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trước khi chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32. Vì tập huấn ở trong miền Nam nên đây có lẽ là hai đối thủ phù hợp nhất để đá giao hữu với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, hai đội bóng này lại chưa thực sự là thuốc thử liều cao với U22 Việt Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ khá tệ ở V-League 2 khối 3 khi để thua 3 trên 4 vòng đầu tiên. Đội chủ sân Thống Nhất thậm chí còn vừa mới bị chính Bà Rịa Vũng Tàu loại ra khỏi cúp quốc gia. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là một đội bóng ở giải hạng nhất và mới chỉ đá một trận đấu chính thức trong năm nay. Việc vừa trở về từ Doha Cup 2023 nên VFF đã quyết định cho U22 Việt Nam không cần đá giao hữu với đối thủ quốc tế nào nữa trước khi tham dự SEA Games 32. Sau 3 vòng đấu đầu tiên của giải hạng nhất và hết vòng 7 của V-League 2023, các cầu thủ của U22 Việt Nam sẽ tiến hành hội quân. Dự kiến U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia để bắt đầu chiến dịch SEA Games 32 vào ngày 26 tháng 4. Trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Philippe Châu sẽ là trận gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng sẽ là gặp U22 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Huấn luyện viên của U22 Thái Lan gặp U22 Việt Nam rất khó khăn, tính chất như chung kết. Huấn luyện viên Isara Sritaro muốn các tuyển thủ U22 Thái Lan giành được kết quả tốt nhất trước khi cuộc đụng độ với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra. Lá thăm may rủi ở buổi lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 đưa U22 Thái Lan nằm chung bảng với đương kim vô địch là đội tuyển Việt Nam, U22 Malaysia, Singapore và U22 Lào. Đây là bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là tử thần khi các đội U22 của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã thay nhau ngự trị trong 6 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong đó, U22 Thái Lan chính là bại tướng của U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội năm ngoái. Còn ở SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã trực tiếp loại U22 Thái Lan từ vòng bảng trước khi đoạt huy chương vàng. Vì thế, đội bóng trẻ xứ chùa vàng đầy khát khao trả món nợ đã vay với U22 Việt Nam, đồng thời muốn lấy lại vị thế số 1 ở đấu trường khu vực. Huấn luyện viên Sritaro không bất ngờ khi mà U22 Thái Lan rơi vào bảng đấu tử thần. Theo ông, việc đối đầu với những đội bóng mạnh ở khu vực sẽ giúp các tuyển thủ Thái Lan phát triển về chuyên môn. Chúng tôi muốn thắng mỗi trận đấu. Gặp U22 Việt Nam là một trận đấu đầy khó khăn, nhưng lịch thi đấu thuận lợi sẽ giúp cho U22 Thái Lan có đội hình mạnh nhất cho từng trận đấu. Toàn đội đã có đủ thời gian để phục hồi thể trạng. Sau 3 trận đầu tiên, nếu giành được kết quả tốt thì chúng ta tự tin để hướng đến trận chung kết với U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Sritaro chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 32. Nhà cầm quân sinh năm 1980 hài lòng về lịch thi đấu của U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 32 khi lần lượt gặp U22 Singapore ngày 30 tháng 4, U22 Malaysia ngày 6 tháng 5, U22 Lào ngày 8 tháng 5 và U22 Việt Nam ngày 11 tháng 5. Trong đó, việc có một tuần nghỉ ngơi trước khi gặp U22 Malaysia là cơ hội để U22 Thái Lan điều chỉnh về mặt nhân sự. Chúng tôi sẽ cố gắng kiếm tìm hơn nữa dữ liệu của đối thủ, nhưng đây không phải là vấn đề. Ban huấn luyện sẽ có tất cả thông tin mình muốn và lên sẵn kế hoạch trước mỗi trận đấu, ông Sritaro phát biểu. Nhà cầm quân này tiếp lời, chúng ta có thể đối mặt với hai trận đấu hay với các đội U22 ở Đông Nam Á có cấp độ cao. U22 Thái Lan không chủ quan sẽ dành sự tập trung cao nhất và chúng tôi cần sự hỗ trợ và ủng hộ từ những người hâm mộ để toàn đội cố gắng hết sức mình. Bóng đá nam Thái Lan từng 16 lần giành huy chương vàng ở SEA Games. Lần gần nhất họ đoạt ngôi vô địch là vào năm 2017 trên đất Malaysia. U22 Thái Lan vừa có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm SEA Games 32 khi đứng vị trí thứ 4 trên 10 trong giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. U22 Việt Nam nhận lợi thế cực lớn ở bảng tử thần SEA Games 32. Bảng đấu của U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân vận động Prince, nơi thi đấu quen thuộc và nhiều kỷ niệm của các cầu thủ áo đỏ. Chiều 5 tháng 4, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 đã diễn ra. Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.
Như thông tin mà chúng tôi đã đưa, bảng B môn bóng đá nam sẽ thi đấu trên sân vận động Prince, nơi này cách trung tâm thủ đô Phnom Penh của Campuchia khá xa, 15 km, nhưng lại có chất lượng cỏ tốt, rất thuận lợi cho U22 Việt Nam thi đấu. Sân vận động Prince không còn là một nơi thi đấu xa lạ với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Tại U23 Đông Nam Á 2022, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã từng thi đấu 2 trận vòng loại ngay trên sân này. U23 Việt Nam khi đó đã giành được 2 chiến thắng 7-0 trước Singapore và 1-0 trước Thái Lan để cuối cùng lên ngôi vô địch. Nhiều cầu thủ ở đội U23 Việt Nam khi có khả năng cao đều sẽ được huấn luyện viên Philippe Chouzer triệu tập để tham dự SEA Games 32. Có thể kể đến như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Trần Liêm Điều, Quang Thịnh, Tiến Long, vân vân. Với việc đã từng thi đấu trên sân vận động này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chouzer sẽ làm quen sân dễ dàng hơn. Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 gặp đối thủ Lào. Đáng chú ý thời điểm này trùng với dịp nghỉ lễ của Việt Nam, chính vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ sang Campuchia để cổ vũ cho các cầu thủ áo đỏ. Chủ nhà Campuchia mới đây cũng đã ra thông báo miễn phí vé ở tất cả các môn thi đấu cho người hâm mộ trong nước và quốc tế. Phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Chouzer cho biết: "Tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và sự chuẩn bị từ trước. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả bốn đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất." Môn bóng đá nam SEA Games là môn thi đấu khởi tranh sớm nhất, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Truyền thông Malaysia dè chừng U22 Việt Nam ở SEA Games. Truyền thông Malaysia tỏ ra e ngại khi đội nhà gặp U22 Việt Nam ngay vòng bảng SEA Games 32, lo ngại đội nhà khó giành huy chương vàng. Sau khi các bảng đấu môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 SEA Games 32 lộ diện, truyền thông Malaysia đã có những nhận định đáng chú ý về việc U22 nước này rơi vào bảng tử thần, trong đó có U22 Việt Nam. Cụ thể trong bài viết có tiêu đề: "Đội U22 của huấn luyện viên Elavasaran rơi vào bảng tử thần", đăng trên tờ The Star. Tác giả Lim Teik Huat nhận định vòng bảng SEA Games sẽ là một thử thách rất khó khăn đối với đội tuyển U22 Malaysia trong hành trình tranh huy chương vàng, đặc biệt là sau khi lá thăm may rủi đưa đội bóng nước này vào bảng tử thần môn bóng đá nam. Hy vọng giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 12 năm của Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh sau khi đội tuyển U22 quốc gia bị bốc thăm vào bảng đấu tử thần hôm 5 tháng 4. Thầy trò huấn luyện viên Elavasaran sẽ phải chạm trán Việt Nam, đội đã 2 lần liên tiếp vô địch, cả Thái Lan, đội bóng đã từng 16 lần đăng quang. Ngoài ra còn có láng giềng Singapore và Lào ở bảng B. Tác giả Zaran của tờ New Star Times cũng đồng quan điểm. Với những phân tích này, truyền thông Malaysia kết luận việc cùng bảng đấu với Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ gây khó khăn cho đội tuyển nước này trong việc giành vé vào chung kết SEA Games. Phải nói thêm, lần gần nhất Malaysia giành huy chương vàng là tại kỳ SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm 2011. Dưới thời huấn luyện viên ông Kim Sui, thực tế này chỉ ra rằng bóng đá Malaysia đã hạn hán danh hiệu 12 năm ở đấu trường khu vực. Trước đó, huấn luyện viên Elavasaran của U22 Malaysia khẳng định ông tin rằng các câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ tốt nhất góp mặt trong đội hình U22 Malaysia, phục vụ cho mục tiêu giải cơn khát danh hiệu. Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chouzer khẳng định ông dành sự tôn trọng cho cả bốn đội bóng cùng bảng, đồng thời sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong hành trình bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32.